Cô xin chào em. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại những kiến thức trong chủ đề 1 nhà ở của môn công nghệ 6 để chuẩn bị cho bài ôn tập giữa học kỳ 1. Đầu tiên, trong phần nội dung của chủ đề 1 thì chúng ta sẽ có 3 nội dung. Nội dung đầu tiên, nhà ở đối với cuộc sống của con người. Nội dung thứ hai, sử dụng nguồn năng lượng trong gia đình. Nội dung thứ ba, ngôi nhà thông minh. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ôn lại những kiến thức trọng tâm của nội dung 1. Chúng ta sẽ ôn lại nội dung đầu tiên của chủ đề 1, nhà ở đối với con người. Trong phần này, chúng ta đi vào tìm hiểu phần vai trò. Phần vai trò của nhà ở là nơi trú ngụ của con người, bảo vệ con người tránh khỏi những tác hại của thiên nhiên, của môi trường như là nắng, gió, mưa, bão, lũ lụt, vân vân. Ngoài ra, nhà ở còn là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người về mặt vật chất và tinh thần như là ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, vui chơi và giải trí, vân vân. Phần tiếp theo của nội dung 1 đó chính là phần đặc điểm chung của ngôi nhà. Trong phần đặc điểm này, chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất, cấu tạo chung của nhà ở. Nhà ở thường được cấu tạo bởi 3 bộ phận chính. Bộ phận đầu tiên là phần móng nhà. Phần móng nhà là phần nằm sâu dưới mặt đất, có nhiệm vụ chống đỡ cho các bộ phận bên trên của ngôi nhà. Phần thứ hai là phần thân nhà, gồm các phần nằm trên mặt đất như là cột nhà, tường nhà, sàn nhà, dầm nhà, v.v. Ngoài ra, thân nhà còn tạo nên kiểu kiến trúc của ngôi nhà. Phần cuối cùng là phần mái nhà, là phần trên cùng của ngôi nhà, che phủ và bảo vệ cho các bộ phận bên dưới. Nội dung nhỏ thứ hai trong phần đặc điểm chung là các khu vực chính trong nhà ở. Mỗi nhà ở thường có những khu vực chính khác nhau. Đây là một số khu vực chính điển hình mà các em hay thấy nhất. Đầu tiên là khu vực sinh hoạt chung, là nơi chúng ta dùng để tiếp khách, gia đình cùng sum họp vui vầy để xem tin tức, giải trí. Hoặc là khu vực nghỉ ngơi, là nơi gia đình chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, học tập mệt mỏi. Khu vực thứ ba là khu vực thờ cúng, là nơi dùng để thờ cúng tổ tiên, ông bà, tín ngưỡng của tôn giáo của gia đình mình. Khu vực thứ tư là khu vực nấu ăn, khu vực ăn uống. Khu vực thứ năm là khu vực vệ sinh. Đến với phần 3 trong phần nội dung của nhà ở thì là một số kiểu kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực nông thôn, các em thường bắt gặp nhiều nhất là nhà ba gian truyền thống. Đây là kiểu nhà có ba gian phòng, gồm một phòng chính lớn ở giữa và hai phòng phụ nhỏ ở hai bên. Kiểu nhà thứ hai ở nhà nông thôn các em hay gặp là kiểu nhà riêng lẻ. Đây là kiểu nhà phổ biến nhất hiện nay. Những nhà xây dựng cách xa nhau. Kiểu nhà thứ ba là kiểu nhà được xây một tầng hoặc nhiều tầng, được xây dựng bằng bê tông hoặc mái ngói. Tiếp đến kiểu kiến trúc nhà ở thành thị. Nhà ở thành thị các em sẽ bắt gặp 3 kiểu kiến trúc. Kiểu kiến trúc đầu tiên là nhà liên kế, hay nói cách khác là nhà liền kề. Nhiều nhà riêng biệt được xây dựng sát nhau tạo thành một dãy thì người ta sẽ gọi là nhà liên kế. Kiểu nhà thứ hai là kiểu nhà chung cư. Đây là một tòa nhà cao tầng gồm nhiều căn hộ, được sử dụng chung với các công trình phụ như là lối đi, cầu thang, nhà đẩy xe, sân chơi, v.v. Kiểu nhà thứ ba là kiểu nhà biệt thự được xây dựng riêng biệt có khuôn viên rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Đối với một số khu vực khác, điển hình như là nhà nổi, nhà sàn. Nhà sàn là nhà cao hơn mặt đất hoặc mặt nước, được dựng trên các cây cột. Còn đối với nhà nổi thì được dựng trên bè hoặc là trên thuyền nổi trên mặt nước. Để xây dựng được một ngôi nhà hoàn chỉnh thì chúng ta phải có những vật liệu xây dựng nhà.
Thì trong những vật liệu xây dựng nhà thì người ta chia ra làm thành hai nhóm. Đầu tiên là vật liệu xây dựng có sẵn trong tự nhiên như là cát, đá, sỏi, gỗ, tre, hoặc lá, hoặc dừa nước, cỏ, vân vân. Vật liệu vật liệu thứ hai trong xây dựng nhà ở chúng ta thường hay bắt gặp nhất là vật liệu nhân tạo, gôm, gạch, ngói, xi măng, thép, vôi, nhôm, nhựa, kính, vân vân. Để có thể liên kết được các viên gạch lại với nhau thì người ta sử dụng hỗn hợp vữa xi măng cát được pha trộn từ xi măng, cát và nước. Vữa xi măng được dùng để làm trát, làm láng tường hoặc làm nền nhà ở. Để xây dựng những tòa nhà lớn, tòa nhà kiên cố thì người ta kết hợp giữa bê tông với thép để tạo ra kết cấu bê tông cốt thép rắn chắc, dùng để làm móng nhà, nền nhà, làm các cột, các trụ nhà. Để ra được bê tông thì người ta sẽ pha trộn giữa đá hoặc sỏi cùng với vữa xi măng để tạo nên độ cứng cao hơn là vữa. Phần cuối cùng trong nội dung này là phần quy trình xây dựng nhà ở. Trong quy trình xây dựng nhà ở chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 là chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta sẽ làm việc với kiến trúc sư, chọn kiểu nhà mà mình ưng ý. Sau đó, kiến trúc sư sẽ vẽ thiết kế và chọn vật liệu để xây dựng nhà. Bước thứ hai là bước thi công xây dựng ngôi nhà. Thi công xây dựng ngôi nhà gồm những công việc như là xây móng, dựng khung nhà, xây tường, lập mái nhà, vân vân. Bước cuối cùng của xây dựng ngôi nhà đó chính là bước hoàn thiện ngôi nhà. Phần hoàn thiện này chúng ta sẽ làm những công việc như là trát tường, quét vôi, trang trí nội thất, lắp đặt hệ thống điện nước, lát nền, sơn bên trong và bên ngoài ngôi nhà, vân vân. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai của chủ đề 1, đó chính là sử dụng năng lượng trong gia đình. Chúng ta cùng nhau ôn lại các nguồn năng lượng thường dùng trong ngôi nhà của chúng ta. Thì sẽ gồm 3 nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng đầu tiên là nguồn năng lượng chất đốt, thường dùng nhiều nhất là trong việc nấu ăn của gia đình. Hoặc là sưởi ấm. Đối với những ngày cúp điện thì chúng ta cũng sử dụng năng lượng chất đốt này dùng để trong việc chiếu sáng như là sử dụng nến hoặc chúng ta sử dụng đèn dầu. Còn nguồn năng lượng tiếp theo đó chính là năng lượng điện. Đây là nguồn năng lượng mà chúng ta gặp sử dụng nhiều nhất và sử dụng hàng ngày, vì đây là nguồn cung cấp năng lượng cho nhiều loại đồ dùng điện trong gia đình của chúng ta như là cung cấp điện cho đèn, cho quạt, cho máy lạnh, cho tivi hoặc cho điện thoại, laptop, vân vân. Nguồn năng lượng thứ ba là nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn năng lượng tái tạo ở đây bao gồm những nguồn năng lượng sử dụng năng lượng mặt trời nè, năng lượng gió. Chúng ta sử dụng hai nguồn năng lượng đó cho việc chiếu sáng cho ngôi nhà hoặc là làm mát cho ngôi nhà và phơi khô quần áo. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhất để mang lại cho gia đình chúng ta nhiều lợi ích. Đầu tiên thì chúng ta phải đi vào tìm hiểu phần lý do vì sao chúng ta phải tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng nói chung. Như các em đã biết, việc mà chúng ta sử dụng năng lượng điện quá nhiều vượt quá mức định tải thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác tài nguyên thiên nhiên. Từ đó nó sẽ dẫn đến tình trạng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra nó còn gây cho môi trường của chúng ta sự ô nhiễm.
sản sinh ra nhiều khí hại CO2, góp phần làm biến đổi khí hậu, gây lũ lụt, hạn hán. Do đó, chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng để giúp giảm chi phí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người, cho cộng đồng, cho gia đình của chúng ta. Thì làm sao để chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng điện một cách hiệu quả nhất? Thì sau đây là một số biện pháp mà chúng ta thường sử dụng. Đầu tiên là chúng ta chỉ sử dụng điện khi cần thiết và tắt tất cả các đồ dùng điện sau khi mà chúng ta đã sử dụng xong. Hoặc chúng ta có thể điều chỉnh hoạt động của các đồ dùng điện ở mức phù hợp. Đối với những đồ dùng điện thì chúng ta nên thay thế những đồ dùng điện nào có chức năng tiết kiệm năng lượng hơn là những đồ dùng điện không có. Ngoài ra thì vào buổi sáng thì chúng ta nên tận dụng năng lượng mặt trời, ánh sáng mặt trời, gió tự nhiên để giảm bớt việc sử dụng các đồ dùng điện như là đèn và quạt máy. Còn đối với một số biện pháp để sử dụng tiết kiệm năng lượng chất đốt thì chúng ta sẽ có một số biện pháp như sau. Đầu tiên, trong quá trình mà chúng ta đun nấu thì chúng ta nên điều chỉnh ngọn lửa sau cho phù hợp với diện tích đáy nồi, hoặc là chúng ta điều chỉnh ngọn lửa phù hợp với món ăn mà chúng ta chế biến. Sau khi sử dụng xong thì chúng ta cũng nên tắt ngay cái đồ dùng đó. Sử dụng những đồ dùng có chức năng tiết kiệm năng lượng. Chúng ta sẽ đi vào nội dung cuối cùng của chủ đề 1, ngôi nhà thông minh. Đầu tiên, đi vào ngôi nhà thông minh thì chúng ta phải biết khái niệm của ngôi nhà thông minh là gì. Thì nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị đồ dùng trong nhà có thể hoạt động theo ý muốn của chủ nhà. Đối với ngôi nhà thông minh thì có 3 đặc điểm sau. Đặc điểm đầu tiên là tính tiện ích, được thể hiện qua việc có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình mà chủ nhà đã cài đặt sẵn. Ví dụ như là khi TV có thể tự động mở những chương trình mà chúng ta yêu thích, hoặc là khi mà chúng ta đi đến đâu thì đèn chiếu sáng sẽ tự động bật lên, hoặc khi không có người thì đèn sẽ tự động tắt. Đến với đặc điểm thứ hai là tính an ninh an toàn. Chúng ta có thể giám sát ngôi nhà và điều khiển các đồ dùng điện trong nhà từ xa bằng các phần mềm cài đặt trên điện thoại, cài đặt trên máy tính bảng hoặc máy tính xách tay. Như là khi mà chúng ta thấy khói hoặc lửa xuất hiện trong nhà thì đèn báo cháy sẽ bắt đầu vang lên báo hiệu cho chủ nhà biết. Hoặc chúng ta có thể quan sát camera để xem quá trình trong ngày của nhà chúng ta có những ai ra vào để đảm bảo được sự an toàn. Đặc điểm cuối cùng là tiết kiệm năng lượng. Việc tiết kiệm này được thể hiện qua việc chúng ta tận dụng tối đa những nguồn năng lượng gió tự nhiên và ánh sáng mặt trời, hoặc chúng ta có thể sử dụng pin năng lượng mặt trời. Ví dụ như là chúng ta có thể cài đặt chương trình vào lúc buổi sáng thì khi có ánh nắng chiếu vào thì rèm cửa sẽ tự động kéo ra để ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà, hoặc cửa sổ của chúng ta có thể tự động khép mở theo khi mà cường độ ánh sáng chiếu vào. Đây cũng là thể hiện tính tiết kiệm năng lượng của ngôi nhà thông minh. Cô đã vừa ôm lại cho các em những kiến thức của chủ đề 1 nhà ở. Các em hãy cùng nhau mở đề cương ra và làm những câu hỏi trắc nghiệm trong đề cương cũng như một số câu hỏi tự luận điền khuyết. Vào tuần chính thì cô sẽ sửa bài và cũng như cùng nhau ôn tập lại những kiến thức trọng tâm một lần nữa trước khi các em đi vào bài kiểm tra giữa kỳ. Trong bài kiểm tra giữa kỳ này sẽ có 2 hình thức. Hình thức đầu tiên là kiểm tra tự luận. Phần tự luận sẽ chiếm 6 điểm của bài kiểm tra. Phần thứ hai là phần trắc nghiệm chiếm 4 điểm. Do đó các em hãy làm thật kỹ và cẩn thận nội dung trong đề cương cô đã phát.
Tuần 10 thì chúng ta sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Nội dung của bài kiểm tra hoàn toàn nằm trong đề cương, do đó các em hãy học bài và làm bài thật cẩn thận. Nghe và theo dõi, chúc các em đạt được điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới.